Lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác những cái mẫu vật tư mà đơn vị bên em đang bán. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về từng cái mẫu sản phẩm này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Để được mua bán thành công nhất thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp vào hai cái đầu số điện thoại kia để được nhân viên bên em tư vấn kỹ lưỡng về giá cả, về chất lượng của từng cái sản phẩm. Và sau đây em xin giới thiệu chi tiết tới các bác về những cái mẫu sản phẩm nhỏ, vật tư nhỏ. Vật tư nhỏ bên em bán rất là nhiều. Những cái như đây là cái lưới chắn chúa này. Đây cái chắn chúa này là cửa chắn chúa các bác nhé. Lưới để chắn ở ngoài cửa. Đây là hàng nhập khẩu từ công ty về. Đây người ta đã đúc khuôn cho các bác như thế này. Thì con ong chúa từ lúc nó mang thai hay là lúc nó không mang thai thì nó cũng không thể chui lọt được qua cái này các bác nhé. Đấy chỉ có ong thợ chui lọt qua và lấy cái nguồn thức ăn về để nuôi những cái đàn ong loi. Còn về những cái cửa, cái chắn chúa, cái dọ nhốt chú ấy thì bên đơn vị bán tổng cộng là 3 loại, cho nên xin giới thiệu tới các bác 2 loại thôi. Thì mới cầm ra đây là 2 loại. Một loại là dọ nhốt chúa hình chữ nhật này. Đấy nó tiện lợi cho các bác khi các bác nhốt con chúa để các bác đậy lại thì đây là những cái lỗ thoáng này, tránh tình trạng con chúa nó chết ngạt ở bên trong. Còn cái vòng tròn ở đây thì để các bác luồn dây thép hay là dây dù các bác treo lên các bác để lên bên trên cái cầu của các bác ấy, cái thước ngăn cầu ấy để các bác treo. Còn những cái dọ truyền thống như thế này thì các bác cũng có thể thấy đây, bên đơn vị vẫn còn bán. Dọ truyền thống này thì từ thời xưa các bác đã dùng rồi, đây là cái dọ lò xo, dọ nhốt chúa bằng thép. Đây, giá cả của nó chỉ vài ngàn đồng một chiếc thôi, rất rẻ. Còn về những cái mẫu máng ăn thì bên đơn vị bán 2 mẫu các bác nhé. Đây, một là cái mẫu đây, cái mẫu này là nhựa cao cấp. Cái mẫu này thì các bác cho ong ăn về chiều tối muộn thì các bác rót thì có thể nhìn thấy thể tích đường. Các bác cho ăn thì các bác rót đến đâu các bác nhìn đến đấy. Đấy giá cả của nó thì chỉ rẻ vài ngàn đồng một chiếc thôi. Đấy thì ở đây những cái vật tư nhỏ nhưng mà không thể thiếu được. Đấy bác nào có thiếu cái vật tư gì thì liên hệ cho em qua hai cái số điện thoại này. Còn về đây là quản chúa kim di trùng. Đây quản chúa kim di trùng. Quản chúa thì được tiện bằng gỗ này các bác này. Đấy gỗ rất là đẹp luôn, vừa vặn hai đầu này để các bác tạo mũ chúa. Đấy giá cả của nó thì rẻ, vài chục nghìn đồng một chiếc thôi. Đấy làm kỳ công ra như thế này mà gửi tới tay các bác cũng chỉ có 20-30 nghìn một cái như thế này thôi, quá là rẻ. Còn về những cái mẫu mũ bảo hộ thì ở bên đơn vị bán 3 loại. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác là hai cái mẫu mũ bảo hộ ngắn này, hai mũ bảo hộ tới cổ, còn mũ bảo hộ áo liền mũ thì em sẽ giới thiệu ở video sau. Đây thì là đây là cái mũ cao bồi này, bảo hộ cao bồi. Thì cái nguyên liệu để làm nên chiếc mũ này thì ở bên trên được làm bằng lớp vải. Đấy, cộng thêm những cái lỗ ô thoáng như thế này để đảm bảo cho các bác là khi các bác sử dụng vào điều kiện thời tiết trời nắng nóng thì nó sẽ tản nhiệt cho các bác. Đấy thì khi các bác mua về đây, cầm vào đây thì khoang mũ rất vừa vặn với đầu của các bác này, rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này bên trên đây, đấy, có đường rãnh luôn để ôm vào đầu các bác. Đấy thì đội cái mũ này thì các bác có thể là căn tầm căn hướng được, tránh cái tình trạng là khi di chuyển sẽ cộc đầu vào những cái cành cây mà mình không thể ước lượng được. Đấy rất là dễ thôi. Còn là về cái mặt mũ bảo hộ ong mật này ở bên đơn vị là bán 3 loại. Đấy cứ mặt nhìn ra là màu đen các bác nhé. Thì màu đen này đảm bảo cho các bác khi sử dụng vào điều kiện thời tiết nắng nóng thì tránh cái tình trạng nó bị chói mắt. Còn là về đây là cái khung này, cái khung chống co. Đấy thì được làm bằng một cái dây thép khá là to. Đấy, may liền với cả cái bộ vải này. Còn về đây là cái mũ đội cổ cao bồi thì nó luồn xuống dưới vai. Đấy, những video giới thiệu trước rất là kỹ rồi, luồn xuống dưới lách đây. Đấy để lúc nào cái mũ nó cũng được cái tình trạng căng phồng như thế này. Đấy chống cái tình trạng co. Thì cái mũ này thì giá cả thì hiện tại thì bên đơn vị bán tính tới cái thời điểm em đăng video này lên thì nó là 150.000 đồng bao cước vận chuyển. Đấy với 150.000 đồng thì các bác có thể sử dụng được cái mũ như thế này. Nó khá là rẻ so với ở ngoài thị trường. Đấy bác nào cập nhật được video mà muốn mua cho mình một cái mũ bảo hộ thì cứ liên lạc với em. Còn là đây cái mẫu mũ thứ hai thì cái mũ cũng liền cổ. Mẫu mũ này thì là mẫu mũ rẻ tiền, nó làm bằng vải. Đấy thì các bác có thể thấy này, mũ rất là đẹp luôn, cái nào cũng như cái nào. Cái mũ này em nhập theo lô, mỗi lô vài nghìn cái cơ. Đấy nhiều bác cũng mua về để bán lẻ lại cho các bác. Thì em hôm nay cũng giới thiệu cho bác nào có nhu cầu về kinh doanh thì cứ liên hệ cho em sẽ để cho một cái giá hợp lý. Thì cái mũ này thì các bác đến tận nhà em chỉ bán cho các bác là 70.000 đồng một chiếc thôi. Đấy, nếu mà các bác muốn giao hàng tận nhà thì em sẽ lấy các bác là 100.000 đồng. Đấy giá cả thì khá là rẻ, 100.000 đồng thì mình sử dụng được lâu thì tính ra cái thời điểm sử dụng 3-4 năm một chiếc mũ thì nó mới hỏng thì
tính ra mỗi một năm thì chỉ sử dụng hết vài chục nghìn thôi, đấy khá là rẻ. Thì các bác có thể thấy này, ở bên trên đây tất cả những cái đường kim mũi chỉ thì nó được may dấu, may sâu ở bên trong, đấy tránh tình trạng khi các bác sử dụng đi móc vào những cái cành cây thì nó rách cái chỉ ở bên ngoài. Thì ở bên thiết kế là sẽ may chỉ ở bên trong, đấy các bác này, rất chi là chắc chắn luôn. Còn cái khung chống co này thì được làm một khung thép nhé các bác nhé, đấy thép được may liền với vải, đấy chỉ cũng được may chỉ. Đấy thì về hình dung qua thì đây là phía đằng sau thì lưới màn trắng, còn là phía đằng trước là một lưới màn đen. Đấy, vẫn để đảm bảo cho các bác là không bị chói mắt khi làm ong về mùa hè. Còn về cái vòng quay chống co thì được làm bằng nhựa, đấy nó tăng thêm cái sự dẻo dai và là cái nhẹ, cái sức nhẹ của cái mũ. Còn cái mũ này là liền đến cổ thì các bác đội vào thì vừa tầm cổ đến đâu thì các bác thít lại đến đấy. Đây là có hai cái dây này cũng khá là dài để phù hợp khi các bác đội đi thăm ong, đi làm ong. Thế còn mỗi video thì em chỉ đăng tải được 1 đến 3, 4 sản phẩm thôi. Đấy, thì bên em bán rất nhiều sản phẩm. Bác nào có nhu cầu về những cái sản phẩm vật tư gì thì cứ liên hệ trực tiếp thông qua hai cái số điện thoại này. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.